Trong buổi trò chuyện hôm nay thì không biết là chúng ta sẽ sử dụng là tên là YouTuber Hoàng Dũng hay là Bỗng Ngô Mario. Trước đó thì mình làm một cái kênh là chuyên chia sẻ kỹ xảo phim, kỹ xảo dành cho người bắt đầu, đó là kênh Hoàng Dũng Vebit. Nhưng mà sau này thì mình có làm về du lịch nữa thì mình đặt tên là Bỗng Ngô Mario, mà chắc có lẽ là mọi người biết mình nhiều hơn về cái kênh đó. Nên là có gì thì thôi chị gọi em là Bỗng Ngô luôn đi cho nó thân thương. Ok, thì thật ra là mình đang tự hỏi, chị cũng đang muốn biết là lý do tại sao lại sử dụng cái tên Bỗng Ngô Mario cho kênh du lịch của mình. Thực ra là không biết là các bạn có giống như mình hay không, nhưng mà mình thì hồi nhỏ rất là mê chơi game Mario. Và đặc biệt á, cái nhân vật trong Mario là một cái nhân vật anh chàng ta đi đào vàng để giải cứu công chúa. Còn mình thì mình luôn luôn đi tìm, đi khám phá những cái vùng đất mới để chia sẻ những kiến thức cho mọi người. Nên mình đã chọn là Bỗng Ngô Mario. Và đặc biệt là khi các bạn xem vlog của Bỗng Ngô, hãy nhớ là ăn Bỗng Ngô và xem vlog của mình Mario nha. Sẽ thú vị hơn đúng không? Nhưng mà có một vấn đề là hiện nay rất là nhiều người đã làm du lịch rồi và không hiểu tại sao là Bỗng Ngô Mario lại chọn lĩnh vực là du lịch tâm linh. Đối với mình thì du lịch tâm linh, mình chọn du lịch tâm linh bởi vì tâm linh là tìm về với cội nguồn. Khi mà các bạn đi tới những cái địa điểm du lịch để các bạn tham quan thì đơn thuần đó chỉ là tới để các bạn tham quan ngắm cảnh thôi. Nhưng mà khi mà các bạn đi tới những địa điểm du lịch mà các bạn tìm đến những cái tâm linh á, thì lúc đó thì đó là các bạn đang tìm về những cái cội nguồn, những cái giá trị về văn hóa, về lịch sử, về con người Việt Nam. Và người ta nói là cây đa giếng nước mái đình là cái giữ nếp sống của cái hồn dân tộc Việt Nam. Thì chính vì vậy là mình chọn du lịch tâm linh để mình khai thác. Thật ra là chị có xem cũng một số cái video clip trên vlog của em về du lịch tâm linh. Và thật sự là nhìn vào những từng cái video clip đó thấy được rằng là sự đầu tư rất là chỉnh chu. Có thể là Bỗng Ngô Mario có thể chia sẻ một xíu về cái quá trình thực hiện của từng cái clip đó hay không ạ? Thực ra là khác với những cái kênh vlog khác thì người ta đi tới những cái vùng đất để người ta khám phá. Còn với Bỗng Ngô Mario thì mình đặc biệt là trong cái kênh của em thì nó có một cái phần đặc sắc hơn mọi người một chút. Đó chính là có cái phần là những câu chuyện, truyền thuyết, những cái phim về lịch sử á. Thì mình được tái hiện, mình diễn hoạt nó bằng một cái bộ phim hoạt hình. Và đây là một sự khác biệt nhất trong cái kênh Bỗng Ngô Mario của mình với những cái kênh khác mà mình tự tin về cái sự khác biệt đó. Không chỉ là đơn thuần là mình đi tới đó, mình quay, mình mất thời gian quay, mà nó khó khăn nhất là ở cái giai đoạn là giai đoạn hậu kỳ. Như các bạn thấy là để làm được một tập phim á, thì nó mất từ cỡ tầm 15 ngày, nửa tháng là nhanh nhất. Và ở trong cái giai đoạn đó thì mình phải thứ nhất là vẽ nhân vật, như các bạn thấy là những cái nhân vật đằng sau của mình đó. Đây là những cái nhân vật mà mình vẽ để mình diễn hoạt lên những cái phim hoạt hình đó. Và để làm ra một cái tập vlog này thì mình mất cũng phải là 15 ngày là nhanh nhất. Vì vậy là mọi người cứ hỏi là sao mà làm vlog mà lâu quá vậy. Thì đó là một cái, tại vì cái tập vlog của mình có đầu tư rất là chỉnh chu. Và qua đây thì mình cũng xin cảm ơn những cái người anh em đã cùng đồng hành với mình. Ví dụ như là bạn Sam Trần này là một cái bạn đạo diễn luôn chấp cánh cho những cái ý tưởng của mình. Và bạn Vinh Trần là một bạn vẽ đó, như đằng sau mình các bạn thấy đó, những cái nhân vật đồ họa. Và đặc biệt là bạn Khoa, mình xin cảm ơn bạn Khoa một cái giọng đọc voi huyền thoại để tạo nên những cái thước phim hấp dẫn cho những cái tập vlog của mình, và xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thật ra là khi mà xem những cái clip của Bỗng Ngô Mario á, thì chị nghĩ là ở đó có rất là nhiều cái lời khen dành cho sự đầu tư công phu cho mỗi clip. Nhưng mà không biết là Bỗng Ngô Mario có nhận được những cái lời comment nào mà cảm thấy bị tổn thương nhiều hay không? Nói đến là khi mà mình làm ra những cái tập vlog á, khi mà mình up lên, tại vì những cái câu chuyện mình thường thường làm những cái câu chuyện sự tích tại những cái vùng đất, những cái địa phương đó, thì hồi xưa giờ người ta đều sống trong những cái câu chuyện sự tích đó để người ta học cách làm người tử tế. Và khi mình tới cái mảnh đất đó mình khám phá về sự tích, về văn hóa cái chỗ đó, thì mình lại một lần nữa mình kể lại những cái câu chuyện đó, thì thực ra là người ta rất là thích, rất là dễ đi vào trong lòng trái tim của mọi người. Nên là đa số thì 99% mọi người thích là nhiều hơn là không thích. Nên là người ta cảm ơn mình vì là mình đã tới đó là kể lại những cái câu chuyện đó để cho giới thiệu đến tất cả mọi người đều biết. Chỉ có một cái điều á mà mình nghĩ đây là cũng là một cái bài học trong cuộc đời của mình mà mình cần phải nhớ. Đó là khi mà trong một lần mà mình về nhà lớn Long Sơn thì mình nói cái năm nó bị sai.
Nhưng mà khi mà làm về văn hóa lịch sử mà mình chỉ cần nói cái năm bị sai thôi á, thì nó lại sai luôn cả một cái bài luôn. Sau khi mà mọi người có vào, mọi người bình luận, rồi mọi người nhắc mình, rồi mình muốn bắt đầu là chỉnh sửa lại. Nhưng mà thật sự đây là một cái tai hại rất là lớn và gọi là tai nạn nghề nghiệp của em, mà em phải trong suốt cuộc đời của em sau này khi mà em làm vlog chắc chắn là em phải thứ nhất là kiểm định thông tin để mình biết được, để mình làm chỉnh chu hơn, để không có bị sai. Phương châm sống của bạn mà bạn tâm đắc nhất là gì? Phương châm sống của mình mà mình tâm đắc nhất đó là tuổi trẻ của chúng ta thì ai cũng chỉ có một lần thôi. Vì vậy hãy làm một cái điều gì đó mà có ý nghĩa trong cuộc sống của bạn. Hãy cứ theo đuổi đam mê, rồi một ngày nào đó cái sự thành công chắc chắn sẽ theo đuổi lại bạn. Bóng Ngô Mario làm kênh du lịch tâm linh thì không biết bây giờ nói một cách tâm linh nhất, thì khi mà làm cái kênh này và bạn cảm thấy bạn được đón nhận rất nhiều, thì theo bạn đó là lý do vì sao? Khi mà mình làm về cái kênh du lịch về du lịch tâm linh á, thì thật sự là nó khác với những cái đi du lịch khác một chút, là đi của mình là có những cái mà du lịch tâm linh nó hơi bị nó sao ta, làm cái gì nó cũng phải làm một cách chỉnh chu nhất. Thứ hai là luôn luôn mình làm hết mình đối với một cái tập vlog, đối với một cái địa phương, một cái địa điểm mà mình đi á, thì chắc chắn là trong một cái quá trình đó thì chắc chắn mình sẽ nhận lại được rất là nhiều. Như ở bên đạo Phật á, thì người ta nói là luật nhân quả, và mình luôn tin vào những cái điều đó, và mình chắc chắn là khi mà những cái công sức mình bỏ ra mình sẽ được đền đáp lại. Và cho đến bây giờ thì em nghĩ là em cũng được đền đáp lại rất là nhiều, bởi đó là cái sự yêu mến của mọi người khi mà mình làm về những vlog về du lịch tâm linh. Không biết là những cái video clip mà bạn gửi gắm đến các khán giả của mình á, thì bạn ở trong đó bạn chứa đựng những cái thông điệp gì? Thì thật ra là mỗi tập vlog của mình thực sự là nó giống như là một cái đứa con tinh thần của mình. Khi mà mình làm ra, mình qua đó không chỉ đơn thuần là đi tới những cái vùng đất đó, mình giới thiệu đến những cái địa điểm, những cảnh đẹp, mà những cái kinh nghiệm sống, mà mình còn muốn là truyền đến một cái năng lượng tích cực đến cho tất cả mọi người. Khi các bạn xem những cái tập vlog của mình có những câu chuyện, những sự tích qua đó, thì các bạn có thể là học làm người cái cách nhìn nhận ở trong những cái câu chuyện đó, và đặc biệt là cho các bạn thêm yêu, tự hào về cái quê hương của mọi người nhiều hơn. Và đó là những cái mà mình mong muốn đem lại những cái giá trị đó cho mọi người khi mà mọi người xem những cái tập vlog của mình. Nhất là bạn trẻ đúng không ạ? Đúng rồi, nhất là các bạn trẻ bây giờ thì các bạn dường như là các bạn ít có tìm hiểu về cội nguồn nhiều hơn. Thì qua đây thì mình cũng mong muốn là kể lại những cái câu chuyện, những sự tích từ ngày xưa ông bà ta đã kể rồi, và bây giờ mình kể lại để các bạn có thể là hiểu biết hơn về lịch sử, về cội nguồn. Kênh Bỗng Ngô Mario có thể nói là khá thành công cho đến hiện nay. Thì đối với Bỗng Ngô có nghĩ là mình là một YouTuber thành công hay không? Và trong lĩnh vực này thì một YouTuber thành công thì cần những yếu tố gì? Thực ra là cái khái niệm thành công với em thì thành công không phải là cái điểm đích đến, mà thành công là một cái quá trình mà mình thực hiện trên những cái quá trình đó, và mình vượt qua những cái rào cản của bản thân, thì đó chính là những cái sự thành công. Thực ra là làm du lịch tâm linh thì trước đó thì có rất là nhiều anh chị làm về du lịch rồi, và người ta ở những cái giai đoạn thì người ta cũng đã đạt được những cái thành công nhất định. Và với bản thân của Bỗng Ngô Mario thì mình mới làm vlog được một năm rưỡi trở lại gần đây, thì cho đến bây giờ thì cái sự thành công lớn nhất của mình đó là mình qua những cái tập vlog của mình đều chỉnh chu, mình làm rất là chỉnh chu, và qua đó mình học được một cái bài học về kinh nghiệm sống và để chia sẻ đến cho tất cả mọi người. Gần đây thì có nhiều thầy cô thì cũng đã liên hệ với mình để có thể là sử dụng những cái sản phẩm vlog của mình để giới thiệu trong những cái buổi học ngoại khóa cho học sinh xem, để những học sinh để có thể biết được những cái địa điểm du lịch tại địa phương đó. Và đặc biệt là trong thời gian gần đây thì các bạn, đặc biệt là các bạn sinh viên á, thì hay xin để sử dụng những cái hình ảnh tư liệu của mình để làm trong những cái buổi khóa học của mình á, làm nghiên cứu của mình. Mình rất là tự hào, và đặc biệt là trường đại học á, thì có liên hệ với em để xin như cái tập là Bà Chúa Xứ Châu Đốc An Giang, thì có xin sử dụng hình ảnh để hoàn thiện hồ sơ để trình qua UNESCO để công nhận là Bà Chúa Xứ Châu Đốc là di sản văn hóa phi vật thể. Thì đó là mình nghĩ là đây là những cái giá trị mà mình đem lại được đến cho cộng đồng. Bỗng Ngô này, không biết là cái việc quan niệm của bạn về việc kênh YouTube kiếm nhiều tiền là kênh YouTube thành công hay không? Với em thì kiếm được nhiều tiền thì nó chỉ là thành công ở một sự nào đó thôi. Nhưng mà
cái thành công ở đây mà cái thành công mà đẹp nhất và mỹ mãn nhất á, chính là cái sự cái giá trị của cái kênh YouTube đó đem lại cho xã hội là cái gì và nó có giá trị lâu dài hay không, thì đó đích thực bạn bạn trả lời được cái câu hỏi đó thì đó chính là cái sự thành công á. À, bóng mô này à, bạn có thể chia sẻ về ước mơ và dự định tương lai của mình. Trong tương lai của mình thì mình muốn đi tất cả mọi nơi, những địa điểm du lịch trên cái mảnh đất hình chữ S Việt Nam của mình. Và đặc biệt là mình muốn đi tái hiện và chia sẻ đến tất cả mọi người, không chỉ là những bạn bè trong nước mà bạn bè quốc tế nữa, về một Việt Nam tươi đẹp. Cảm ơn Bóng Mô Mario về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn chị Thanh.